Chào các bạn, đây là kênh tìm hiểu chữa bệnh bằng thuốc nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để thường xuyên được cập nhật tin mới nhất. Y học cũng đã kế thừa và phát minh thêm nhiều phương pháp điều trị ung thư gan mới nhằm nâng cao hiệu quả và giảm thiểu chi phí, đau đớn cho người bệnh. Điều trị ung thư gan hiệu quả cho từng đối tượng. Điều trị ung thư gan rất tốn kém và khó khăn, đòi hỏi người bệnh phải vững tin để kiên trì theo suốt liệu trình của bác sĩ. Ngày nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, y học cũng đã kế thừa và phát minh thêm nhiều phương pháp điều trị ung thư gan mới nhằm nâng cao hiệu quả và giảm thiểu chi phí, đau đớn cho người bệnh. 1. Phẫu thuật. Phẫu thuật cắt bỏ một phần gan. Gan đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thải độc tố ra khỏi cơ thể. Vì thế, bộ phận này không thể cắt bỏ hoàn toàn mà chỉ có thể loại bỏ phần gan bị ảnh hưởng trực tiếp từ bệnh ung thư và các mô xung quanh. Lúc này, phần gan khỏe mạnh còn lại phải đủ mạnh để đảm nhiệm chức năng bình thường và bù đắp cho phần gan đã bị cắt bỏ. Phẫu thuật cắt bỏ một phần gan thường được áp dụng cho tình trạng ung thư mới di căn mà chưa lan sang bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Phương pháp này không được áp dụng cho trường hợp ung thư gan thứ phát, ung thư lây lan nhiều bộ phận khác của cơ thể đến gan, trừ trường hợp khối u nguyên phát bắt đầu ở đại tràng. Phẫu thuật ghép gan, là phương pháp loại bỏ hoàn toàn lá gan bị ung thư và thay thế bằng một lá gan khỏe mạnh. Gan có thể được lấy từ những người bị chết não hiến tặng hoặc một mẫu gan từ những người sống tương xứng với người nhận. Bệnh nhân có thể ghép gan thường là những người bị suy giảm chức năng gan ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng hoặc những người bị ung thư gan nguyên phát khi khối u chưa di căn. Hầu hết, ung thư từ cơ quan khác di căn đến gan không thể điều trị bằng ghép gan. 2. Xạ trị. Xạ trị trong điều trị ung thư gan là việc sử dụng các tia X liều cao với mục đích tấn công và phá hủy các tế bào ung thư khiến cho các khối u nhỏ lại. Xạ trị có thể là một số chất phóng xạ đưa thẳng trực tiếp vào gan hoặc từ một máy ở bên ngoài đưa vào. Xạ trị sử dụng kỹ thuật xạ stereotactic, xạ đồng thời tập trung các chùm tia bức xạ tại một thời điểm trong cơ thể. Phương pháp này được áp dụng cho đối tượng mắc ung thư gan không thể cắt bỏ một vùng hoặc dùng sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u để phá hủy các tế bào ung thư vẫn còn sót lại. Xạ trị có thể làm ảnh hưởng đến các mô lành khối u và gây một số tác dụng phụ. 3. Điều trị bằng thuốc nhắm mục tiêu. Thuốc nhắm mục tiêu có tên là sorafenib nesava. Đây là loại thuốc nhằm tạo ra các mạch máu mới bằng cách can thiệp vào khả năng của một khối u. So với không điều trị tiên tiến, sorafenib được sử dụng để ngăn chặn hoặc làm chậm ung thư biểu mô tế bào gan có tê. Hệ tiến triển nhanh trong một vài tháng. Chemoembolization cũng thuộc một loại điều trị hóa trị cung cấp nhiều loại thuốc chống ung thư cực mạnh đưa trực tiếp đến gan. Các loại thuốc này được tiêm trực tiếp vào động mạch gan, sau khi các tế bào ung thư lấy được nguồn cung cấp máu thì động mạch sẽ bị chặn. Tiêm trích loại thuốc hóa trị vào gan có tác dụng giảm lưu lượng máu lưu thông đến tế bào ung thư và cung cấp các loại thuốc hóa trị tiêu diệt các tế bào ác tính. Bên cạnh đó, người ta còn tiêm trích rượu vào trong khối u hoặc tiêm thông qua da. Rượu khiến các tế bào ung thư bị hủy diệt. 4. Phương pháp nút hóa chất. Nút hóa chất mang lại nhiều lợi ích cho người ung thư gan, đặc biệt là những bệnh nhân không thể phẫu thuật. Phương pháp nút hóa chất là phương pháp không cần phẫu thuật, không có biến chứng nặng, không chảy máu, tránh được vết. 1. Các hóa chất hủy diệt khối ung thư không tổn thương đến nhu mô lành lân cận, điều trị trực tiếp trên khối u. Phương pháp này mặc dù không thể chữa khỏi hoàn toàn cho bệnh nhân nhưng có thể góp phần kéo dài thời gian sống thêm 16 tháng trở lên cho họ. Nút hóa chất phù hợp với trường hợp có khối u nguyên phát lớn nằm gần các mạch không thể cắt bỏ hoặc những người có kích thước khối u nhỏ hơn 10 cm và chưa có dấu hiệu xâm lấn. Các hóa chất hủy diệt khối ung thư không tổn thương đến nhu mô lành lân cận. Lưu ý không sử dụng phương pháp điều trị nút hóa chất cho người mắc.